Animal health manufacturing, we are committed to delivering a reliable supply of quality medicines, vaccines, and diagnostic products that our customers know and trust. Within Zoetis, manufacturing is one of our core interconnected capabilities, and Raftrum gives us the ability to manufacture active pharmaceutical ingredients, a key competency we previously lacked. For Raftrum, this means having the capability and the capacity to meet high growth in our companion animal franchise portfolio, and also by insourcing manufacturing to reduce our costs and enhance product margins. The Zoetis Rathdrum site sits on almost 85 acres or 340,000 square meters in County Wicklow, Ireland, approximately 60 kilometers from the Zoetis International headquarters in Dublin, Ireland. Zoetis took ownership of the site in the fall of 2017. It's out in the country here, a bit away from the city, so it could easily have just, you know, died away completely. This site has been here for many, many years. These walls speak history. Around every corner, there's a story. I think Zoetis has given a new energy to the site, and there's very much a collective goal to be successful here. At full scale, approximately 150 Zoetis colleagues contribute in functions such as operations, quality, engineering, environment, health and safety, supply chain, and logistics. They are supported by colleagues in finance, human resources, and information technology. This is Zoetis' first API manufacturing facility in Ireland. We manufacture a number of APIs, which are key products for Zoetis. They are both for companion animals and for livestock. Active pharmaceutical manufacturing involves chemical transformation, so it involves us charging in raw materials, solvents, which are fed from bulk tanks. We do a number of chemical steps, workup, and then purification steps, purification by distillation. We purify our products, isolate our products by centrifugation. Once isolated, we typically dry our products. After drying, if required by the product, we will do a particle size reduction by milling or sieving. It's not only our manufacturing process and technology that's unique, it's also our commitment to quality, a commitment that is shared by Zoetis sites around the world. Here in the lab, we run a test all of our products from the incoming raw materials through to the APIs that we manufacture. We're one Zoetis, so everybody's focused on quality every day, regardless of what part of the business they're working in. We just want this site to be successful. So it's about energy, it's about passion, and it's about commitment and making it happen. I think ultimately it's about our colleagues, and the colleagues make a difference. Over the 2 years we've owned the facility, we've seen colleagues enact and believe in the core values. The speed in which we're starting up, the professionalism in terms of some of the engineering, the competency of the people and the skills that they bring, the passion for making this succeed and to meet our customers' needs, I think are something we can all be proud of. And I'm proud to have Raftrum as part of our manufacturing community globally. We are Zoetis in Rathdrum, Ireland. At Zoetis, we develop genetic solutions in dairy cattle to help veterinarians and farmers optimize genomic selection to reduce disease prevalence in animals and therefore reduce the need for antibiotic use. Recent experience with our Clarified Plus solutions has shown the positive impact of genomic selection in the reduction of mastitis prevalence in animals and therefore the reduced need for antibiotics. In fish, vaccinations help keep animals healthy and more productive. In salmon, Pharma-Q vaccines reduce disease and contribute to sustainable, profitable growth in salmon farming. Vaccination of salmon ultimately helps reduce the use of antibiotics, chemicals, and the environmental footprint.
predictable vaccines and vaccination regimes, combined with excellent disease management, contribute to improved fish health and survival rates during production, improve yield by higher survival rate and improved feed utilization, reduce production costs, secure fish export and trade, improve food safety for the consumer. Zoetis invests in diagnostics to help detect diseases earlier. Thanks to Zoetis VetScan DCQ solution and the Zoo Prophylactic Institute of Rome, the implementation of a selective dry cow therapy had a tremendous impact on the Macareze Farm sustainability commitment. VetScan DCQ is an on-farm diagnostic solution for dairy cattle that performs leukocyte counts to diagnose subclinical mastitis at the quarter level. Zoetis supports global training on the responsible use of antibiotics. With Zoetis Alpha Initiative, Zoetis recognizes the low uptake of disease monitoring and diagnostic services, which results in the limited use of preventative care products, such as vaccines. A special effort on training and education delivery to key stakeholders is therefore critical to support new paradigms and mindset changes at the smallholder farmers level. In collaboration with the University of Surrey in the UK, the initiative conducted studies to identify the training needs of veterinary professionals in Ethiopia and Uganda to address training gaps through customized solutions. Together. Building together. Growing together. We are helping animals. We are building on over 60 years of experience in animal health. We're paving the way through innovation. Establishing a large portfolio of products. We are an asset. Helping you to help them. We support a worldwide customer base. Our colleagues make the difference. We always do the right thing. We run it like we own it. Our customers come first. When they succeed, we succeed. We are a healthier future. Together, we are helping animals. We are caring. We are giving back to the community. We are growing to be better. We are better together. Better together. We are solving problems. We support open discussion and inclusion. We are always seeking new talents. We are customer focused. We are trusted. Reliable. Stronger every day. We are capable. We make a difference. We are leaders in our field. We are the winners.
crucial moments, they take action. With superior speed, agility, and instincts honed through years of training, they find and neutralize danger wherever it may lurk. They do what others cannot do. They go where others cannot go. They are America's working dogs. And for their many dog years of service to our country and communities, they deserve our salute. Wanted, veterinary technician. Qualifications include, but are not limited to, ability to handle physical workloads and build rapport with patients. Must possess excellent verbal and written communication skills. Take direction and learn quickly. Be willing to work long hours. Only the most dedicated animal lovers need apply. At Zoetis, we understand what it takes to be a veterinary technician. For your tireless work, unwavering dedication, and for giving your all to every pet, we'd like to say thank you. CEO of Zoetis. As I look back on this extraordinary year, I want to give my heartfelt gratitude and thanks to all our Zoetis customers who faced enormous challenges and uncertainties throughout the year. Every day, you're caring for animals that provide the world with companionship, comfort, and nutrition that is so needed amidst this pandemic. What's more, you've been heroic and resilient in the face of unthinkable fatigue, stress, and safety concerns. We're incredibly grateful to you. From the veterinarians and technicians who pivoted quickly from in-clinic visits to curbside amidst staffing shortages and restrictions. It's heartening to see how adaptable the veterinary profession has been at a time when pet owners are bonding with and cherishing their animals more than ever. And to our livestock farmers who persevered throughout an incredibly tough time, while navigating falling prices, food chain disruptions, labor shortages, and excess supplies of their own animals in many areas. Throughout it all, you went to great lengths to ensure healthy, productive herds and flocks, and you maintained a safe and nutritious food supply to nourish a world in crisis. I want to say thank you for making a difference in the lives of our families, our neighbors, our communities, and our colleagues. On behalf of everyone at Zoetis, we wish you health, peace, and prosperity in the new year. Thank you. Đây là loại kháng sinh có tính ứng dụng cao trong chăn nuôi trên nhiều loài động vật. Vì vậy mà đến ngày nay, nó vẫn đang được sử dụng và lưu hành rộng rãi, thậm chí trong đó có cả Việt Nam. Chính thời khắc lịch sử này đã ươm mầm cho một nền khoa học mới được Pfizer quan tâm, đó là nền khoa học, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm dùng cho động vật.
Animal Health. Đây chính là tiền thân của công ty sản xuất dược phẩm và tiêm chủng động vật lớn nhất thế giới sau này, mang tên Zoetis. Đến năm 1995, Pfizer mua lại mảng thú y của tập đoàn SmithKline và bắt đầu bước vào nghiên cứu và sản xuất vaccine dành cho động vật. Hiện nay, Pfizer Animal Health hay Zoetis đã sở hữu rất nhiều thương hiệu vaccine nổi tiếng dùng trên thú cưng, điển hình như Veloce dùng trên mèo, Defensor dùng cho bệnh dại và Vanguard phòng 5, 7, 8 tác nhân gây bệnh dùng trên chó hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Đến năm 2012, một bước ngoặt lớn đã xảy ra, Pfizer Animal Health chính thức tách riêng ra khỏi tập đoàn dược phẩm Pfizer để đứng trên đôi chân độc lập của chính mình với tên gọi mới, tập đoàn sản xuất dược phẩm và tiêm chủng động vật Zoetis, tiếp tục kế thừa và phát huy những công trình khoa học nghiên cứu từ Pfizer và đóng góp những giá trị to lớn mới vào ngành chăn nuôi thú y trên toàn thế giới. Zoetis có trụ sở chính được đặt tại New Jersey, Hoa Kỳ. Với gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y, Zoetis đã vươn mình đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Zoetis lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào năm 1997. Ngày nay, Zoetis đã có hơn 11.000 nhân sự trên toàn cầu, với gần 30 nhà máy được đặt khắp các châu lục, cùng hơn 300 dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe vật nuôi, mang thương hiệu nổi tiếng, điển hình trong đó gồm có vaccine Vanguard, Revolution, Apoquel, Simbarica, v.v. Với doanh thu năm 2020 đạt 6.7 tỷ đô la Mỹ, Zoetis một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và tiêm chủng động vật. Với phương châm tôn chỉ không thay đổi, Zoetis vì thú cưng, vì sức khỏe, vì bạn, Zoetis cam kết luôn mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng thú y tại Việt Nam. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý bác sĩ và anh chị em khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Zoetis trong suốt thời gian qua. Zoetis vì thú cưng, vì sức khỏe và vì bạn. Vâng, xin chào tất cả các quý anh chị em bác sĩ đồng nghiệp cũng như là các quý anh chị khách hàng của công ty Zoetis Việt Nam. Em là Nguyễn Quang Khánh, giám đốc khoa học kỹ thuật mảng thú cưng của công ty Zoetis Việt Nam. Rất vui được gặp lại mọi người ạ. Thì hôm nay cũng là một cái dịp nữa mà Khánh muốn đại diện công ty Zoetis Việt Nam mang tới cho quý anh chị khách hàng thêm một cái đề tài về khoa học trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang cùng nhau cả nước chống dịch bệnh COVID. Và hôm nay là rất là vui khi mà Khánh cũng sẽ có thêm một cái người đồng hành nữa với mình. Anh là giáo viên tại khoa thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Nagoshima của Nhật Bản và tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan. Vâng, không ai khác, đó chính là diễn giả tiến sĩ bác sĩ thú y Nguyễn Mạnh Tường. Và hôm nay cái chủ đề mà anh chia sẻ cho chúng ta hôm nay chính là chủ đề và nghiên cứu Baclofovirus tại Việt Nam. Và cũng như là cái chiến lược điều trị mà anh Tường đã dày công nghiên cứu rất là nhiều về nó và áp dụng ở nhiều nơi cũng như là đã rất là thành công. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có cơ hội được chia sẻ về cái Baclofovirus. Thì ở lần trước lúc mà em đã nói về cái chủ đề về vaccine Vanguard thì em cũng đã đâu đó nói về cái vấn đề tầm quan trọng của Baclofovirus. Tuy nhiên cái ngày hôm nay thì nó cũng sẽ không có quá nhiều thông tin cho mọi người cập nhật. Thì nhận được cái sự quan tâm đấy từ mọi người, em hiểu được cái vấn đề đấy. Nên là hôm nay công ty Zoetis Việt Nam mong muốn là sẽ mời anh mà Nguyễn Minh Tường, tiến sĩ giáo bác sĩ thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tới đây để cùng chia sẻ cho mọi người một cái nhìn chuyên sâu hơn hoặc là kỹ hơn về virus Baclofovirus ở trên chó. Vâng. Một lần nữa là em rất là cảm ơn tất cả các quý anh chị, bác sĩ, đồng nghiệp cũng như là quý khách hàng đã tham gia, dành một ít thời gian để tham gia vào cái buổi ngày thứ Bảy, chiều ngày thứ Bảy ngày hôm nay để cùng ngồi lại với lại công ty Zoetis Việt Nam, lắng nghe những cái đề tài khoa học mà công ty Zoetis Việt Nam mong muốn gửi gắm đến mọi người để chúng ta có thể là sẽ có thêm những cái kiến thức mới cùng giao lưu hoặc là những có cơ hội để mình ôn lại những kiến thức mà mình đã từng gặp qua, từng được trải nghiệm. Chúng ta cũng từ đó chúng ta sẽ phát triển được thêm rất là nhiều trong cái tay nghề mà trong quá trình chúng ta đi
làm việc, điều trị, v.v. Để em xin phép được giới thiệu sơ về diễn giả diễn giả ngày hôm nay là anh Nguyễn Mạnh Tường, thuộc bộ môn nội chẩn dược độc chất của khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Anh Tường tốt nghiệp bác sĩ thú y vào năm 2007, và sau đấy thì như em đã giới thiệu lần ở lần trước là anh có tham gia vào khoa dược lý học phân tử tại Đại học Kagoshima của Nhật Bản. Và ngày vào 4 năm sau, anh chính thức lấy được bằng tiến sĩ tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan. Và cũng như anh cũng là người đã nghiên cứu rất là nhiều về cái con virus bạc phô này và đăng tải trên tạp chí Transfusory Imaging Disease, cũng như là một cái con virus mới mà gần đây sẽ có nguy cơ xuất hiện ở trên chó nữa, chính là một cái con mà Sokovirus ở trên tạp chí Veterinary và Quarterly. Và ngoài ra nữa, em muốn chia sẻ là hôm nay đặc biệt là Jordis sẽ có một cái chương trình là vòng quay may mắn dành cho 5 người ngẫu nhiên. Thì chúng ta sẽ quét cái đường link QR code mà em để cho màn hình, hoặc là lát thôi em sẽ gửi lên trên chatbot ở trên mọi người để mọi người hãy tiện nhập vào. Thì mọi người có thể vào đấy truy cập và gửi trả lời một vài bài khảo sát của công ty Jotis Việt Nam để mà mình có thể tham gia được cái chương trình bốc thăm trúng thưởng, và mình sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn từ công ty Jotis Việt Nam trao tặng. Và đặc biệt nữa là mọi người cũng đừng lo lắng là cái chương trình này lúc hồi em sẽ dành cho mọi người một khoảng thời gian vào cái giờ nghỉ giữa giờ để mọi người có thể là tham gia chương trình này. Vâng, em xin phép là được mời anh Nguyễn Mạnh Tường ạ. Dạ, em xin chào anh Tường ạ. Ok, xin cảm ơn Khánh. À, dạ anh Tường có thể bật camera lên chào tất cả với anh chị đồng nghiệp được không ạ? À? À dạ vâng. Okay. Xin cảm ơn bác sĩ Khánh, xin chào tất cả anh chị em bác sĩ đồng nghiệp. Trước tiên thì xin gửi lời cảm ơn Jotis đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay có cái buổi chia sẻ với anh chị em trong cái bài ngày hôm nay. Thế thì như anh Khánh đã giới thiệu thì tôi cũng sẽ không làm mất thời gian, và tôi xin phép được vào cái bài của tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, vậy em xin phép nhường lại sân khấu cho anh Tường nhé. Dạ rồi. Vâng, ok, cảm ơn em. Dạ rồi. Ok, thế thì như các anh chị đã biết thì cái con virus Bavo là một con virus mà nó đã xuất hiện khoảng tầm hơn 40 năm. Đây là một con virus rất là cũ, thế nhưng mà tuy nhiên thì đối với nó chưa bao giờ hết hot. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng anh chị em sẽ đi tìm hiểu về cái con virus này ở hai cái góc độ. Đầu tiên là update những cái thông tin nghiên cứu mới về virus Bavo tại Việt Nam. Và từ đó thì anh chị em sẽ cùng tôi để chúng ta đánh giá một số cái chiến lược điều trị dựa trên cái kiến thức lâm sàng cũng như là cái quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của tôi. Bài trình bày của tôi sẽ gồm có những nội dung sau. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ đi vào giới thiệu với anh chị về con virus Bavo và sự biến chủng con virus này. Ở đây thì cũng chia sẻ với anh chị là tôi sẽ hướng tới là các anh chị là những bác sĩ làm lâm sàng, cho nên là những cái kiến thức mà nó hàm lâm chuyên sâu quá thì tôi xin phép được trình bày buổi ngày hôm nay. Tiếp đó tôi trình bày với anh chị một thông tin về cái virus Bavo ở tại Việt Nam. Đặc biệt thì đến phần tiếp theo tôi sẽ trình bày với anh chị về cái phần sinh bệnh học. Đây là một phần rất là quan trọng, từ đó chúng ta có thể hiểu được các triệu chứng lâm sàng cũng như là cái biện pháp phòng và điều trị cái này. Tiếp theo tôi sẽ trình bày với anh chị về cái triệu chứng lâm sàng cũng như là cái phương pháp chẩn đoán, và từ đó chúng ta sẽ nhìn cái phác đồ điều trị để tới cái tỷ lệ thành công cao, và cuối cùng là cái biện pháp phòng trị. Thì như anh chị đã biết thì virus Bavo ở trên chó rất là gần gũi con virus giảm bạch cầu trên mèo, và con xuất hiện khoảng tầm hơn 70 năm trước, và nó cùng với con virus gây ra viêm ruột tiêu chảy ở ngoài trồn. Thì ba con virus này có quan hệ gần gũi với nhau và chia sẻ cái thông tin về di truyền khoảng tầm 98% nhau, cùng nằm trong cái giống của Bavovirus, trong cái họ Bavovirus. Nguồn gốc virus Bavo xuất hiện ở chó như một loại virus mới vào những cuối năm 1970. Khi đó thì cái nguồn khi mà nó xuất hiện thì gây ra một sự hoang mang, và sau này thì người ta đã chứng minh được cái nguồn của virus này có biến chủng của con virus gây bệnh hoặc là những con virus tương tự trong những loài động vật hoang dại, và do quá trình đột biến thì nó biến chủng và gây bệnh cho con chó. Tiếp theo sau đó khoảng tầm 2 năm sau thì con virus này lại tiếp tục biến chủng, và bây giờ chúng ta có những chủng đang lưu hành như là chủng 2A, và đến năm 1984 thì virus biến chủng và chúng ta thấy xuất hiện chủng 2B,
và đặc biệt đến năm 2000 chúng ta sẽ thấy một chủng mới nhất, đó là chủng 2C. Và cái chủng này thì đang rất là quan tâm bởi vì nhiều nghiên cứu cho rằng đây là một chủng độc lực cao với cái triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng, và đặc biệt là thì các chị biết là sau khi mà con virus này xuất hiện ở chó thì nó nhận được một sự quan tâm rất là lớn của cộng đồng những nhà nghiên cứu cũng như là các bác sĩ thú y lâm sàng, bởi vì đây là một cái bệnh mà có cái tỷ lệ lây nhiễm rất cao, tỷ lệ tử vong rất cao, và đặc biệt đối với những người làm nghiên cứu về virus thì đây là một cái con virus mà có cái tốc độ đột biến rất là cao, ngoài ra nó có khả năng đột biến để lây từ ngoài này sang ngoài kia, thì đấy là nó mang một cái rủi ro tiềm ẩn cho cái con người chúng ta, cũng như là cái virus ở corona hiện nay sau những biến chủng gây kéo trong những quần thể động vật hoang dã thì nó lây đến người và những cái đợt dịch như là SARS, MERS hoặc là đang trải qua cái đợt SARS-CoV-2. Tất nhiên thì rất mắn cho đến nay thì chưa có những cái báo cáo nào về cái con virus này có thể gây bệnh cho người, mặc dù cái chủng virus gây bệnh cho người và bao gồm có nhưng không phải là cái biến chủng của những cái con virus này. Thế thì con virus parvovirus ở trên chó thuộc cái là một loại virus DNA nó có sự đơn, thì ở trong cái cấu trúc của con virus thì chúng ta có là DNA, RNA và trong đó có DNA sợi đơn, thì ở đây là một con virus mà có cái gen di truyền của DNA sợi đơn. Sợi đơn này thì nó rất là ngắn, khoảng tầm 5.000 khoảng hơn 5.000 lên và nó chỉ hai cái gen, trong đó là có 4 protein, thì ở đây có 2 protein tham gia cấu trúc và 2 protein tham gia cấu trúc. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái phần này bởi vì ở đây đến cái lúc này có tất cả bao gồm khoảng 60 protein, thì trong đó chủ yếu là 90% được cấu trúc bởi cái protein DNA. Chính vì vậy DNA đóng vai trò quan trọng trong cái cấu trúc vỏ, và cái cấu trúc vỏ này sẽ quyết định đến cái biên độ vật chủ. Nói cách khác là chính vì sự biến đổi của cái DNA này sẽ làm cho con virus này có thể gây bệnh cho những loại khác nhau, và cái biến đổi thế nào để giúp cho nó có thể gây bệnh từ chó để từ người sang nhau. Bản thân con virus này là một con virus rất là nhỏ, vì ngay cái tên bao trong tiếng Latin của nó là cái này, chút dịch cầu khối 20 mặt đối lập nhau và không có lớp màng. Xin phân biệt là lớp màng và lớp vỏ, thì lớp vỏ lớp khi mà lớp màng là lớp polypeptide giống như cái màng tế bào chúng ta. Thì cái cấu trúc của nó rất là đơn giản, gồm 60 cái protein như tôi vừa nói, nó xếp thành một cái hình khối để bảo vệ bên trong một cái axit nhân như thế này, rất là bé nhỏ như thế này. Và virus sẽ được tên khi mà sẽ ở lại cái tế bào đích hay là tế bào mà mẫn cảm, thì virus bám vào receptor về tế bào, virus sẽ xâm nhập vào trong tế bào theo cơ chế là ẩm vào, rồi sau đó là di chuyển đến cái phần nhân của tế bào, từ đó thì virus sẽ phóng di chuyển DNA vào bên trong, và hòa với cái DNA của tế bào vật chủ nó sẽ được nhân lên, và quá trình của protein được diễn ra nhờ các bộ máy cấu trúc của vật chủ, từ đó con virus mới sẽ được thành lập và được giải phóng ra ngoài. Thì con đường đi như vậy là chúng ta chỉ dùng như một cái máy photocopy, con virus ban đầu đi vào, sau đó nhờ cái sự nhân lên của cái quá trình lên của tế bào vật chủ sẽ sản sinh ra hàng ngàn triệu con virus khác. Ở đây có một điều là tôi xin nhấn mạnh với các anh chị ở đây, bản thân chúng ta đã biết là virus Pavlov có nguồn gốc từ virus giảm bạch cầu ở mèo. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn xem hai con virus này có cái điều gì khác nhau. Thế thì bằng chỉ có 6 cái đột biến thôi, thì từ con virus xa lạ gây bệnh cho các loài mèo hay là những cái con động vật gần gũi với mèo thì đã trở thành một con virus gây bệnh cho chó. Nhờ có 3 cái đột biến ở cái vị trí là 93, 103 và 323 của VP2 làm cho con virus bây giờ nó có khả năng
tiếp nó có khả năng bám dính với cái receptor chanforin ở trên tế bào của chó, và từ đó nó sẽ nhảy từ mèo sẽ nhảy sang và gây bệnh cho chó. Và cũng từ cái ba cái đột biến ở vị trí 80, 564 và 568 thì nhờ có ba đột biến này thì nó lại bị đánh mất cái khả năng bám dính vào cái receptor của mèo. Cho nên khi đó thì khi nó mới xuất hiện nó tạo ra một sự rất là hoang mang, bởi vì bản thân khi đó người ta không tìm thấy con virus này ở trên mèo, và tự nhiên có một con virus gây bệnh cho chó và xuất hiện ở chó, và người ta không tìm ra nguồn gốc của nó ngay từ cái giai đoạn đầu, mặc dù là người ta thấy rằng là cái về yếu tố di truyền thì nó có khoảng 98% là giống nhau. Thế sau đó thì bằng cái việc chứng minh, người ta tạo ra một cái mô hình để người ta chứng minh rằng cái sự biến đổi của ba cái vị trí như tôi vừa nêu trên thì nó làm cho con virus có khả năng bám dính với cái receptor trên bề mặt của tế bào chó, hoặc là mất đi khả năng bám dính trên bề mặt của tế bào mèo. Thì từ đó chúng ta mới có được cái kết luận chắc chắn là chủng virus Bavo gây bệnh cho chó hiện nay là có nguồn gốc và gần gũi với chủng virus mà gây bệnh cho giảm bệnh cầu và mèo. Tiếp theo đó thì những cái con virus chủng mới, ví dụ chúng ta gọi là 2A, 2B hay 2C, thì nó cũng chỉ biến đổi một số cái vị trí trên cái protein VB2 mà tôi nhấn mạnh với chị từ đầu, đó là protein có vai trò rất là quan trọng trong cái việc cấu trúc lên cái lớp vỏ bên ngoài. Thế thì cụ thể chúng ta nhìn vào đây thì nếu như so sánh giữa cái chủng Bavo đầu tiên hay là cổ điển so với những chủng Bavo mới chúng ta gọi là 2A, thì nó chỉ có 5 cái vị trí 87, 101, 300, 305 và 500. Thì 5 cái vị trí này bị thay đổi bằng 5 cái amino acid mới trong quá trình đột biến. Và tiếp theo đến cái chủng 2B. Chủng 2B thì so với cái chủng 2A nó chỉ khác duy nhất một cái vị trí ở amino acid ở vị trí 426. Và cái chủng 2C, mặc dù cái chủng 2C này nó tốn rất là nhiều giấy mực, tốn rất là nhiều những cái báo cáo nghiên cứu, rất là nhiều những nhà khoa học trên thế giới tham gia vào nghiên cứu của nó và nghĩ rằng đây là cái chủng mà có thể là gây ra rất là nhiều những cái thiệt hại, giống như chúng ta bây giờ đang đối mặt với cái chủng alpha của COVID, thì chúng ta thấy rằng nó cũng chỉ khác so với chủng 2A, 2B ở một cái vị trí acid glutamic ở vị trí 426. Thế thì sau khi ra đời cái chủng virus 2A, 2B hay là 2C có được cái là advantage, tức là cái lợi thế về mặt dịch tễ học, nên nó sẽ thay thế hoàn toàn chủng Bavo cũ ban đầu. Và trên thế giới hiện nay thì chỉ có hai chủng, ba chủng A, B, C lưu hành, và chúng ta sẽ không tìm thấy cái chủng hai chủng Bavo ban đầu. Và đây là một cái báo cáo nó cũng khá cũ, thì so với cái đây là báo cáo năm 2016. Lấy mẫu
PCR thì chúng tôi gửi để đi giải trình tự gen, và trên đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái chủng ở Việt Nam đang lưu hành là chủng 2C, chỉ duy nhất tôi tìm thấy một cái mẫu đó là chủng 2A tại thành phố Hồ Chí Minh, còn lại các vùng như khu vực miền Trung và miền Bắc thì hầu như toàn bộ là 2C. Và trong các cái nghiên cứu trước, ví dụ như là nghiên cứu của tiến sĩ Hoàng Minh cũng ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam và làm cái nghiên cứu ở Đài Loan, thì cũng có cái công bố rằng là ở Việt Nam chỉ có hai chủng là 2A và 2C lưu hành trước đó một năm, thì cái hoàn toàn hai cái nghiên cứu này là giống nhau. Và so sánh với các nghiên cứu trước thì các nghiên cứu trước người ta chỉ tập trung vào cái giải trình tự gen của cái con virus ở cái vị trí protein 2PB2. Thì tôi đi giải full cái trình tự gen của những con virus tìm thấy ở Việt Nam và so sánh nó với những cái con virus trên thế giới. Và tôi lấy mẫu hai con virus, đó là con virus ở Italia. Italia là một cái nước phát hiện ra cái chủng 2C đầu tiên. Sau đó thì đến năm 2017, người ta cũng phát hiện được một chủng 2C mới, và từ cái con chó mà nhập khẩu từ Thái Lan, và người ta gọi cái chủng này là chủng 2C của châu Á. Sau đó thì tôi sẽ so sánh với những cái chủng mà mới nổi ở Trung Quốc, được báo cáo là những cái chủng Pavo mới biến chủng và được tìm thấy từ năm 2014 ở Trung Quốc. Thì so sánh với những cái chủng này, thì chủng 2C ở Việt Nam có một cái quan hệ rất là gần gũi với cái chủng 2A của Trung Quốc và cái chủng 2C mà người ta gọi là chủng 2C châu Á. Còn lại thì có một sự khác biệt nhất định đối với những chủng 2C mà tìm thấy ở Italia trước đó. Và hai so sánh hai chủng 2A và 2C của Việt Nam thì cũng có một cái sự có một cái khoảng cách về mặt di truyền nhất định. Và tiếp theo thì ở cái nghiên cứu thứ hai, tôi đi tìm hiểu xem là những cái con virus nào nó sẽ đồng nhiễm cùng với con virus Pavo trong cái mẫu phân chó bị tiêu chảy ở Việt Nam. Thì tôi khảo sát những con virus, ví dụ như là virus Syco, virus Boca, virus Arelo và virus Paramiso, đây là họ của virus nhà Care, Corolla và một cái virus cũng mới được phát hiện, đó là virus Boxai Syco 3 ở chó. Người ta mới xuất hiện một cái báo cáo duy nhất. Thì ở đây chúng tôi tìm thấy rất là một cái sự ngạc nhiên khi mà có đến 19,8% cái virus Syco lại đồng nhiễm trong cái virus trong các cái bệnh chó bị tiêu chảy mà có dương tính với cả Pavo. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tìm thấy như là Boca, Adelo và Paramesso cũng có những cái tham gia vào đồng nhiễm trong cái quá trình viêm ruột tiêu chảy ở chó ở Việt Nam. Như vậy thì để tóm tắt cái phần bên trên thì tôi cũng xin sẽ summarize lại bằng một số câu hỏi. Như vậy thì đối với các anh chị em là bác sĩ làm lâm sàng thì chúng ta cũng không cần nhớ quá nhiều những cái thông tin phức tạp. Các anh chị chỉ cần qua phần trên thì anh chị nhớ với một số cái thông tin để nó ảnh hưởng đến cái quyết định hay là ảnh hưởng đến cái công việc lâm sàng của chúng ta. Thì đầu tiên, đối với virus lưu hành tại Việt Nam thì chủ yếu là chủng 2C. Thứ hai là đối với cái chủng 2A, 2B, 2C thì chủng 2C sẽ có thể, và hiện nay thì vẫn còn có nhiều những cái tranh cãi. Thế tuy nhiên thì vẫn được phần lớn là đồng ý rằng chủng 2C là một chủng có độc lực cao và gây bệnh với những triệu chứng lâm sàng rất là nghiêm trọng. Tiếp theo đó là chủng 2C ở Việt Nam thì nó sẽ rất là khác với cái chủng 2C đầu tiên được tìm thấy ở trên thế giới vào năm 2000 ở Italia. Và nó gần gũi với những chủng 2C mới, ví dụ như là của Thái Lan mà nhập cảnh vào Italia, hay nó cũng rất gần gũi với những chủng 2A nhưng mà mới phát hiện ở Trung Quốc. Một cái điều nữa là sau khi cái sự xuất hiện cái chủng 2A, 2B và 2C thì nhờ cái sự đột biến này nó lại có được cái khả năng nhân lên và bám dính với cái receptor ở trên tế bào của mèo. Và như vậy thì cái virus chủng 2A, 2B, 2C hoàn toàn có thể được tìm thấy ở trên mèo. Tuy nhiên thì chỉ có chủng 2C là có một cái báo cáo nghiên cứu nó có khả năng gây bệnh với cái triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng. Thế thì cũng xin chia sẻ với anh chị là nếu như trong trường hợp mà con mèo đến chúng ta xét nghiệm máu thấy giảm bạch cầu, triệu chứng rất là giống với giảm bạch cầu khi chúng ta dùng PET test mà nó không nên, thì chúng ta có khả năng chúng ta dùng luôn cái PET test Pavo của chó, nó có thể là sẽ dương tính.
Và một cái điều nữa các anh chị trên lâm sàng thì cũng cần lưu ý rằng mặc dù cái virus nó biến chủng rất là nhanh, sau vài năm nó có thể biến đổi thành nhiều các chủng khác như vậy, và năm nào chúng ta cũng thấy có những cái báo cáo phát hiện những cái đột biến mới của cái virus này. Thì tuy nhiên một cái thông tin rất là tích cực đó là hầu hết các vaccine trên thị trường hiện nay, đặc biệt là những cái hãng mà toàn cầu, ví dụ như là Zoetis, thì hoàn toàn có khả năng bảo hộ cho những cái chủng đang lưu hành của Việt Nam, kể cả là 2C hay 2A. Như vậy thì qua cái phần này, tôi sẽ kết thúc cái phần giới thiệu về virus học, và mong rằng các anh chị chỉ cần lưu ý tôi những cái thông tin mà tôi vừa tổng kết ở trên, là những cái thông tin có thể là có ý nghĩa trên lâm sàng. Còn các anh chị làm nghiên cứu hoặc anh chị làm muốn tìm hiểu sâu thì xin đọc những cái bài báo nghiên cứu đấy, thì chúng tôi đã trình bày rất là kỹ chi tiết cụ thể về các cái phương pháp hay hoặc là những cái kết quả nghiên cứu ở trên cái tạp chí khoa học. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo. Đối với các bác sĩ lâm sàng thì chúng ta rất là quan tâm về cái cơ chế sinh bệnh. Cơ chế sinh bệnh để chúng ta hiểu được là con virus nó vào cơ thể thì nó gây hại gì cho cơ thể của chúng ta. Thế thì đầu tiên là các anh chị thấy rằng là chúng ta hay nói với nhau rằng là virus Pavo thì có hai thể, một là thể tim, hai là thể ruột. Thế thì chúng tôi sẽ đi vào phân tích xem là con virus sẽ phát triển cái thể tim hay là thể ruột như thế nào. Tôi hình như là nhìn thấy các anh chị, có anh chị giơ tay xin đặt câu hỏi. Thế thì xin lỗi các anh chị là chúng ta sẽ giao lưu với nhau ở trong cái phần cuối của chương trình. Xin các anh chị sẽ take note lại những cái câu hỏi, những cái trao đổi, và chúng ta sẽ thảo luận ở trong cái phần cuối của chương trình. Và để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang những phần mới, và cuối cùng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất là dài để chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Tôi nhận được những cái lời giơ tay xin ý kiến của các anh chị thì xin phép và chúng ta sẽ trao đổi cuối buổi, đúng không ạ? Vâng, thế thì đến đây thì tôi sẽ trình bày với các anh chị về cái cơ chế bệnh sinh của đối với cái thể chúng ta gọi là thể tim. Thế thì đối với virus mà khi mà phơi nhiễm vào hoặc là lây nhiễm vào những cái con chó ở dưới 6 tuần tuổi hoặc là cái con chó mẹ đang ở trong giai đoạn mang thai thì nó sẽ phát triển, virus sẽ có thể nhân lên ở cái tế bào cơ tim, và từ đó sẽ gây lên viêm cơ tim. Thì tùy theo cái mức độ viêm cấp tính hay mãn tính mà nó có hai cái biểu hiện trên lâm sàng. Đầu tiên là nếu với trường hợp viêm cấp tính thì viêm cấp tính nó sẽ làm cho dẫn đến rối loạn nhịp tim và con vật tử vong. Alo ạ. Dạ anh Tường ơi. Chắc là có một chút xíu chật kỹ thuật rồi. Vâng ạ, vậy mọi người rất là xin lỗi quý anh chị khách hàng về cái vấn đề bất tiện này, có thể là bên chỗ anh Tường đang gặp một chút xíu vấn đề sự cố về mạng internet Vâng, bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian chút xíu để cho anh Tường có thể kết nối lại với chương trình nhé. Và anh chị ơi, lưu ý là em có tạo cho các anh chị một cái box quy để mình gửi cái box Q&A á, để mọi người hỏi những câu hỏi vào trong đấy, thì anh Tường sẽ là người lát hồi cuối chương trình sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi dành cho anh Tường. Mọi người cứ thể là điền cái những câu hỏi mọi người vào trong cái phần Q&A đó mà không cần thiết phải giơ tay đâu ạ. Dạ. Cái vâng, và em cũng xin nhắc lại một lần nữa là cái phần hôm nay chúng ta sẽ có cái phần là tham gia bản khảo sát để nhận lấy phần thưởng từ công ty Zoetis Việt Nam nhé. Em sẽ gửi đường link ở bên trong chat box để cho mọi người dễ tiện tham dự. Và em đang thấy là anh Tường đang có kết nối lại rồi ạ. Anh Tường ơi, nếu như anh Tường có nghe em thì anh Tường phản hồi một vài câu ạ. Alo anh Tường ơi. Vâng, mùa này thì đúng là những cái mạng internet nhà thì đúng là nó đang rất là trục trặc ở nhiều nơi, thì chúng ta cũng đang kiểm tra lại. Xin quý khách hàng vui lòng chờ đợi trong giây lát anh Tường sẽ trở lại với chúng ta ngay
Em xin phổ biến lại một lần nữa nhé, là hôm nay chúng ta sẽ có chương trình tham gia cái survey khảo sát của công ty Geotis để mà mình nhận được những phần thưởng rất là quý giá từ công ty Geotis nhé. Em nghe tín hiệu rồi. Khánh ơi, anh vào được chưa? Anh vào được chưa? Rồi rồi, em thấy anh Tường rồi, anh Tường ơi, anh Tường okay. Chúng ta cũng nét lại rồi. Được chưa nhỉ? Anh Tường xe lại cái link nhé. Xe lại cái đường bài giảng của anh nhé. Ok. Vâng, em xin nhờ em khấu với anh Tường ạ. Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn Khánh. Xin lỗi mọi người. Khánh ơi, giúp anh với là vừa nãy mình bị lag ở đâu nhỉ? Đến đoạn nào thì mình bị lag nhỉ? Đến đoạn này chưa nhỉ? Rồi, ok. Thế thì tôi xin lỗi là có sự trục trặc về cái đường truyền Internet cho nên là chúng ta đã bị ngắt quãng ở cái phần này. Tôi nói lại thì như các anh chị đã biết đó, thì chúng ta có hai, chúng ta gọi là hai thể, đó là thể tim và thể ruột. Thế thì ở đây tôi sẽ xin trình bày về cái cơ chế bệnh sinh để phát triển cái quá trình dẫn đến viêm cơ tim. Thế thì đối với virus mà sẽ gây bệnh lên con chó con đang ở dưới 6 tuần tuổi hoặc là đối với những con chó mẹ đang mang thai thì cái sự phơi nhiễm của virus đối với thai hoặc chó con sơ sinh như này thì rất là nguy hiểm, bởi vì ngoài cái mô đích như là cái thể ruột thì chúng ta sẽ tìm hiểu thì virus cũng nhân lên ở cái thể ở cái tế bào tim và nó sẽ phát triển thành hai thể, một là thể viêm cơ tim cấp tính thì dẫn đến là tử vong đột ngột. Còn nếu như viêm cơ tim mãn tính thì sẽ làm cho cái quá trình tiến triển lâu hơn. Chúng ta sẽ quan sát thấy những trường hợp như là suy tim do phì đại cơ tim, sung huyết và mổ ra thì chúng ta mổ khám cho thấy là phổi, phù phổi. Thì đối với cái thể tim mặc dù có thể phát triển ở thể cấp tính hay thể mãn tính thì cái tỷ lệ tử vong của nó rất là cao, là hơn 100%. Và như vậy thì đối với cái thể tim này thì chúng ta cũng không có cái gì để thảo luận nhiều. Trong cái phần điều trị, bởi vì chúng ta không có thể can thiệp được và chúng ta chỉ có một cách là chúng ta sẽ nói đến cái phần phòng bệnh, chúng ta không có cái điều trị xong đối với cái thể này. Tiếp theo thì tôi sẽ trình bày về cơ chế bệnh sinh đối với cái thể viêm ruột, và đây là một cái thể mà các anh chị chúng ta quan tâm. Đầu tiên thì cái đường phơi nhiễm của virus vào trong cơ thể nó sẽ đi qua đường miệng, đường miệng bằng cách là sẽ do con chó tiếp xúc với phân được thải ra từ những con bị bệnh hoặc là tiếp xúc với những cái vật dụng trung gian là những cái vector mang bệnh. Tuy nhiên có những anh chị nuôi cún nói rằng là chó như em thì chỉ dốt ở nhà suốt ngày, không gặp một con chó nào, không bao giờ cho ra ngoài hay ra công viên chơi thì cũng không gặp con chó nào, mà tại sao nó lại có thể là bị nhiễm Bavo? Thế thì ở đây các anh chị thấy nhớ là nó đi vào theo cái đường miệng và có thể là nhiễm trực tiếp từ con chó bị bệnh thải ra do quá trình tiếp xúc, nhưng nó cũng có thể nhiễm gián tiếp qua những cái đồ vật hoặc là cái con chó, có thể anh chị đưa ra công viên chơi thì con chó đi trước, nó vừa lấy nó nhị ra mà thải ra cái mầm bệnh của con chó của chúng ta đến đấy ngửi lại và tiếp xúc ở đấy, hoặc thậm chí chúng ta trên người chúng ta đi xe máy giày dép chúng ta cũng có thể mang cái mầm bệnh về và có thể là gián tiếp truyền cho cái con chó đang khỏe mạnh ở nhà của chúng ta. Cho nên cái câu chuyện là chúng ta bảo là con chó ở nhà tôi không có cho gặp bất kỳ con chó nào nhưng sao cũng bị bệnh, thì ở đây nói là cái truyền nó là truyền gián tiếp qua một cái vật chủng trung gian nào đó. Thế thì sau khi virus vào đến cơ thể thì đầu tiên virus sẽ nhân lên ở cái mô bạch huyết ở hầu họng. Mô bạch huyết ở hầu họng này virus sẽ là cái nơi nhân lên và sau đó nó sẽ truyền tiếp theo cái hệ bạch huyết đi đến những cái khu vực như là hạch màng cho ruột hoặc là tuyến ức. Thì ở đây virus được nhân lên một cách mạnh mẽ và đủ một cái số lượng thì virus sẽ đi vào máu, và sau khoảng 1 đến 5 ngày thì virus đạt một nồng độ rất cao ở trong máu và theo cái hệ tuần hoàn máu sẽ mang virus đến tất cả các cơ quan khác trong cơ thể. Thế thì chúng ta có thể tìm thấy virus ở tim, ở gan, ở lách, ở thận, ở phổi, thế nhưng chúng ta không biết rằng cái cơ quan này tổn thương, mà chúng ta lưu ý đến hai cơ quan virus sẽ gây tổn thương nghiêm trọng nhất, đó là ruột và các cái hạch limpo. Thì ở ruột
virus sẽ khu trú chủ yếu ở cái tế bào, ở cái liên mạc ruột, và có cả ở những cái liên mạc đường tiêu hóa, ví dụ như là liên mạc ở miệng hoặc là hầu họng thì cũng có. Và ở virus cũng khu trú ở các hạch lâm bao và tủy sống. Thì ở ruột, virus sẽ tấn công và làm cho quá trình viêm ruột. Thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế gây ra những cái tổn thương ở ruột. Thì đây chúng ta chỉ cần thấy là virus vào đến ruột rồi thì virus gây ra cái quá trình viêm ruột và nghiêm trọng, và như vậy chúng ta gọi là bệnh viêm ruột ở chó do bao. Một cái mà chúng ta ít khi nhìn thấy đó là ở tại tủy sống và ở hạch lympho, thì virus cũng gây ra những cái tổn thương rất là nguy hiểm. Đặc biệt đối với cả ở hệ hạch lympho thì virus sẽ phân giải các tế bào lympho hoặc là ức chế quá trình sinh sản cái tế bào bạch cầu ở tủy sống, gây nên một cái hệ lụy là suy giảm bạch cầu, làm giảm bạch cầu nghiêm trọng. Và như vậy thì ở cơ chế này cũng giống như ở mèo, chúng ta gọi là bệnh giảm bạch cầu của mèo, bởi vì khi đó chúng ta thấy rằng cái quá trình giảm bạch cầu một cái đột ngột và rất là nghiêm trọng ở mèo, thì kể cả ở chó cũng vậy. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp này, nếu như viêm ruột hoại tử, chúng ta là con chó đi ỉa phân ra máu, điểm rất điển hình, rất là đặc trưng của bệnh quá vô, thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả rất nhanh chóng là con chó sẽ bị mất nước, rối loạn điện giải và có thể sốc thể tích, và từ đó thì dẫn đến tử vong. Đây là con đường thứ nhất, con đường thì rất là nhanh để dẫn đến tử vong sau khi chó ở nhà để trong ngày vừa bị tiêu chảy vừa nôn thì sẽ rơi vào trạng thái sốc và chết. Thì khi đó thì nếu như không xử lý kịp thời thì có thể chết ngay đầu tiên, ngày đầu tiên khi chúng ta quan sát các triệu chứng lâm sàng. Thế thì tuy nhiên với hiện nay thì người nuôi chó cũng ý thức hơn, và khi con chó bị ốm đau thì người ta mang đến khám bác sĩ. Thế thì ở bệnh viện thì con chó sẽ thường sẽ rơi vào trạng thái thứ hai, đó là khi mà cái viêm ruột hoại tử làm cho cái tế bào liên mạc ruột bị bong tróc và cái mở cửa cho cái virus, cái vi khuẩn khu trú ở đường ruột tấn công vào, cộng với cái hàng rào bảo vệ cơ thể bạch cầu đang bị phá hủy, không có khả năng bảo vệ nữa, thì cơ thể sẽ nhanh chóng phát triển thành ba cái trạng thái bệnh lý. Còn nếu trong trường hợp nhẹ nhàng, thì con chó sẽ có thể đi đến đây màu xanh hy vọng, thì con chó sẽ có thể phục hồi. Còn nếu như khi mà cái quá trình suy giảm tế bào một cách tế bào bạch cầu một cách giảm một cách nghiêm trọng, cộng với cái sự viêm ruột sẽ làm cho vi khuẩn sẽ làm cho phát triển nhiễm trùng huyết hay hoặc là đông máu nội mạch, hay là có một hiện tượng gọi là phản ứng hệ hội chứng mà phản ứng viêm toàn thân. Thì nếu như con chó phát triển theo ba cái trạng thái bệnh lý này thì cái tỷ lệ tử vong dự đoán là 91%. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng là nếu như để con chó phát triển đến cái trạng thái như này thì cái tỷ lệ khả năng cứu được là rất thấp. Thế thì một lát nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần can thiệp để điều trị xem làm sao để chúng ta có thể ngăn cản được cái quá trình không cho nó phát triển cái trạng thái như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số cái cơ chế gây tổn thương ở ruột đối với cái thể chúng ta gọi là viêm ruột. Thế thì đối với những cái giống chó nhỏ, ví dụ như là bút đồ hay là những con giống chó nhỏ khác, thì quá trình khi mà viêm ruột chúng ta thấy rằng là chúng ta mổ ra nó quan sát thì không thấy biểu hiện các tổn thương ở bên lớp màng ngoài ruột như thế này. Thế còn những cái giống như là bút bê là những giống chó nói chung mà đang ở cái giai đoạn phát triển mạnh, ví dụ như 6-7 tháng tuổi, thì là cái giai đoạn này nó phát triển cơ thể đang phát triển rất là mạnh, và đặc biệt là cái giống chó có cái size to thì cái quá trình mà viêm diễn ra rất là nghiêm trọng, và chúng ta được quan sát thấy những cái mảng xuất huyết ở bên ngoài ruột như thế này. Trong đó chúng ta không nhìn thấy những cái hiện tượng này đối với những cái giống chó nhỏ, và chính vì vậy cho nên là rất là nhiều các bác sĩ gặp khó khăn trong cái việc điều trị bệnh bao vô nếu như những giống chó như là Rottweiler, và có những người từ chối luôn không viện vì cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao. Thế thì đây ở cái cơ chế gây tổn thương ở ruột như thế nào? Thế thì đầu tiên là chúng ta thấy là cái sinh lý của con, đặc biệt là cái giai đoạn tá tràng, thì cái tế bào
liên mạc ruột luôn luôn được sinh ra, được biến hóa và được phát triển để thay thế cho những cái tế bào đây là tôi nói một cái vi nhung ở tế bào liên mạc ruột, thì nó đại diện chức năng tăng cái diện tích để hấp thu được chất dinh dưỡng. Và cái cơ chế sinh lý là các cái tế bào này sẽ phát triển, biệt lập và thay thế dần các cái tế bào ở phía trên. Khoảng tầm 3 đến 4 ngày thì cái tế bào phía trên này sẽ già đi và bong tróc, sau đó là bong tróc. Thế thì cái tế bào ở đây là những cái tế bào mà gần như là cái tế bào gốc, thì virus Bravo sẽ tấn công vào cái tế bào gốc này, làm cho cái quá trình biệt hóa phát triển cái tế bào liên mạc ruột không được diễn ra nữa, dẫn đến là quá trình tế bào ruột ở đây dù đã bị già, giống như da của chúng ta đã già, bong ra, thì không có những cái tế bào, lớp tế bào thay thế, và làm cho cái nông nhung này nó bị ngắn lại và làm cho nó bị rối loạn quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng, và nó làm hoại tử cái quá trình này, thì làm cho cái quá trình tiêu chảy ở ruột nó diễn ra nghiêm trọng. Và chúng ta quan sát trên một cái bệnh tích mà mổ khám đối với chó bị viêm ruột, thì chúng ta thấy rằng ở trong lòng ruột có những cái dịch lẫn máu như thế này, và cái mùi của nó rất là khắm bởi vì quá trình hoại tử cái liên mạc ruột này nó thải ra. Và trên cái tiêu bản vi thể thì các anh chị sẽ nhìn thấy những cái nông nhung, vi nông nhung này rất ngắn và nó rất là ngắn. Ngoài ra thì đối với những người nghiên cứu thì người ta sẽ làm những cái phương pháp nhuộm tiêu bản để khảo sát đánh giá những cái protein, hay chúng ta gọi là cái thể vùi, đó là những cái mà được do quá trình xâm nhập của con virus vào trong tế bào và nhân lên tạo ra những cái protein lạ. Và trong quá trình nhuộm, người ta quan sát, người ta có thể tìm thấy những cái tế bào, những cái protein lạ như thế này ở trong nhân của tế bào cũng như là ở trong tế bào chất. Ngoài ra thì còn có một phương pháp để đánh giá, khảo sát cái nồng độ của virus ở ruột, thì chúng ta thấy là còn một cái phương pháp nữa là phương pháp quá mô miễn dịch, bằng cách là chúng ta sẽ nhuộm dùng cái kháng thể để chúng ta phát hiện những cái con virus, sẽ làm bắt màu những con virus khu trú ở những cái tế bào ruột như thế này. Như vậy thì để tổng kết cái phần này thì các anh chị chỉ cần nhớ tôi một số thông tin. Thứ nhất là tôi xin lỗi, chưa tổng kết thì đến một cái phần nữa tôi sẽ trình bày là khi mà virus tấn công vào trong cơ thể thì cơ thể cũng sẽ có cái cơ chế để chống lại virus, để bảo vệ cơ thể, đó là cái cơ chế đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Đối với bệnh Bravo, cơ thể sẽ đáp ứng hai cái cơ chế miễn dịch, đó là cơ chế miễn dịch toàn thân và cơ chế đáp ứng miễn dịch tại chỗ. Thì đối với cơ chế đáp ứng miễn dịch toàn thân, chúng ta thấy rằng có hai cái kháng thể, đó là IgM và IgG sẽ lần lượt xuất hiện theo cái trình tự là IgM xuất hiện sớm và ICM xuất hiện sớm và IgG xuất hiện sau. Và đối với cái kháng thể tại chỗ, các cái tế bào ở bạch cầu phân bố ở cái gọi là phân bố ở ruột cũng sẽ đáp ứng các cái kháng thể như là IgM và IgA để bảo vệ cơ thể. Thế thì sự xuất hiện kháng thể cục bộ ở cái đường ruột này nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc nó chấm dứt, để nó trung hòa con virus được thải ra theo cái đường tiêu hóa, và nó chấm dứt cái quá trình thải virus ra ngoài môi trường. Thì khi đó nó sẽ làm giảm hay là hạn chế cái quá trình lây nhiễm giữa con này với con kia. Còn đối với kháng thể toàn thân thì chúng ta thấy là nó xuất hiện sau 3 ngày và nó đạt đỉnh khoảng tầm 15 ngày và nó duy trì ổn định trong vòng 1 năm. Và cũng có một số những cái báo cáo thì cho rằng là cái kháng thể này sẽ tồn tại suốt đời, hoặc là có những báo cáo thì nghiên cứu nó tồn tại đến 3 năm. Nhưng hầu hết những báo cáo cho rằng nó sẽ tồn tại rất là ổn định trong vòng 1 năm. Như vậy thì đối với những người làm lâm sàng chúng ta thì hay động viên những người chủ khi mà chúng ta mang con chó đến điều trị bao vô và người ta đón lại về, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hay động viên là nếu như sau khi về thì sẽ không có nguy cơ mắc bệnh nặng nữa, bởi vì khi đó thì nó đã đạt được kháng thể rất là cao và có thể bảo vệ con chó đến 1 năm. Và như vậy thì
khi con chó đến hơn 1 năm tuổi thì hầu như là không còn cặp nữa và không có nguy cơ bị mắc nạn nữa. Vậy thì để tổng kết cái phần này thì tôi cũng sẽ summarize bằng một số câu hỏi các anh chị cần nắm được và chúng ta thích nốt để chúng ta ghi nhớ. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần giải lao một chút giao lưu với cả bác sĩ Khánh. Chúng ta sẽ trước khi vào phần mới. Thế thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ cần nắm được là virus đi vào cơ thể theo con đường như thế nào. Đây là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta có cái biện pháp phòng tránh. Virus đi vào cơ thể bằng con đường là tiếp xúc bằng đường miệng. Như vậy thì bằng cái biện pháp vệ sinh phòng bệnh, chúng ta sẽ hạn chế, ngăn cản không cho mầm bệnh có thể tiếp xúc với cái con vật qua cái đường này. Thứ hai là cái thời gian ủ bệnh thì trên tôi nhắc đến, thì tôi nhấn mạnh đây là cái thời gian ủ bệnh là từ khoảng 3 đến 5 ngày. Thời gian ủ bệnh là khoảng 3 đến 5 ngày. Thứ ba là con virus gây tổn thương ở những cái cơ quan nào, thì cơ quan gây tổn thương nghiêm trọng nhất đối với chó đó là ở ruột. Sau đó là đến những cái hạch lympho và tủy sống. Và đối với chó nhỏ dưới 6 tuần tuổi thì còn gây tổn thương ở tim. Phần thứ tư đó là đối với bavo gây ra viêm cơ tim thì tôi xin lỗi thì đây cái câu này tôi đã tổng kết từ bên trên rồi, là đối với cái thể cơ tim thì chỉ diễn ra và chỉ xảy ra với con chó dưới 6 tuần tuổi và con chó mang thai khi mà chó bị nhiễm trong quá trình mang thai ở lòng trong bụng của mẹ. Tiếp theo là đối với virus bavo thì chúng ta phải biết là nó cư trú ở đâu. Điều này rất là quan trọng đối với các anh chị trong quá trình chúng ta lấy mẫu. Thì virus bavo cư trú chủ yếu nhiều nhất đó là ở niêm mạc ruột và nó được thải ra ngoài theo phân. Sau khi khoảng tầm trước khi biểu hiện triệu chứng lâm sàng thì virus đã được thải ra rồi. Ngoài ra thì virus cũng nằm nhiều ở cái tế bào niêm mạc ruột. Điều này có ý nghĩa là gì? Thì ở trên các anh chị thấy rằng chúng ta thấy nồng độ virus ở máu đạt nồng độ cao thì sau đó mới đưa đi các cơ quan trong cơ thể, trong đó mới là đến ruột. Thế thì ở đây nồng độ virus ở máu tuy rằng đạt cao nhưng không phải so với ruột thì nó không đáng là đâu. Cho nên là chúng ta không thể nào mà lấy mẫu bằng máu để xét nghiệm trong trường hợp chúng ta muốn detect cái kháng nguyên. Và virus có khu trú ở niêm mạc ruột, cho nên trong trường hợp mà con chó mang đến nó chưa tiêu chảy, các anh chị lấy ở phân hậu môn được rất ít, thì chúng ta có thể dùng cái biện pháp là chúng ta ngoáy vào cái niêm mạc miệng để chúng ta mong rằng chúng ta sẽ đạt được cái nồng độ virus đủ để chúng ta có thể test bằng cái que test nhanh chính xác. Còn ngoài ra kể cả chó chưa có biểu hiện lâm sàng tiêu chảy, nhưng tuy nhiên ở giai đoạn này thì bệnh cũng khá là nặng. Và thứ sáu, cái cơ thể sẽ sinh ra kháng thể để bảo vệ chó bằng hai hệ thống, một là kháng thể toàn thân và kháng thể tại chỗ để bảo vệ, và kháng thể toàn thân thì duy trì khá là ổn định trong vòng 1 năm, ít nhất là 1 năm. Thì trên đây là toàn bộ phần về cơ chế bệnh sinh cũng như sự đáp ứng miễn dịch và những tổn thương của con bavo gây ra đối với chó. Các anh chị làm lâm sàng thì cần nắm được những yếu tố như vậy. Và bây giờ thì xin quay trở lại với các bác sĩ Khánh, chúng ta sẽ có một phút giải lao. Vâng, rất là cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Tường ạ. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ kính thưa các quý anh chị khách hàng cũng như là các quý anh chị đồng nghiệp bác sĩ, thì chúng ta sẽ có một dành ra một khoảng thời gian để chúng ta cùng nhau giải lao một chút xíu để trước khi mà chúng ta bước theo cái phần tiếp theo, phần 2 của chương trình với những cái topic mà nó hấp dẫn hơn như là vấn đề về điều trị cũng như là phòng bệnh và bằng virus như thế nào. Và một lần nữa em cũng xin được nhắc lại là hiện nay đây là thời gian mà quý anh chị bắt đầu có thể tham gia vào cái chương trình vòng quay may mắn của công ty Jotis đã tổ chức. Bằng cách là mình tham gia, bằng cách là mình dùng điện thoại, mình quét cái mã QR code trên màn hình, em đã để trên màn hình, hoặc là mình nhập vào cái đường link ở trên chatbot em có để mình trả lời những cái câu hỏi khảo sát của công ty Jotis, để một phần nữa là có thể đóng góp được những ý kiến mà công ty Jotis có thể là sẽ xây dựng những chương trình hay hơn và thú vị hơn cho quý vị anh chị trong những kỳ tới ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ dành một ít thời gian để chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi và sẽ trở lại ngay cho chương trình này nhé. Mọi người đừng bỏ đi đâu lâu quá ạ. Dạ.
Xin cảm ơn Tường ạ. Hello there. I'm Zoe. What are your names? How old are you? Hi, Zoe. I'm Bucky, and this is my brother, Felix. We're just over 2 months old, and we're adopted. Our new cat dad is Mark. He seems so nice and wants to take good care of us. Do you know what happens here? Where are we? This is Dr. Garcia's hospital. She's a veterinarian, and will make sure you're both healthy. Mark is a great cat dad. I know your older brother, Jinx. He comes here, too. Will you stay with us? We've never been to a hospital before. Hi, Mark. It's nice to see you again. Who do we have here? This is Bucky and Felix. I just adopted them from the shelter today, and I think they may need some vaccinations. It's great you've brought them to see me right away, especially with Jinx at home. I've received their records from the shelter. You are right. It shows here that they have not been tested or vaccinated against feline leukemia virus, also known as FELV. It's common practice to screen kittens for FELV, especially if they are coming from a shelter. What does this mean? My cousin had leukemia as a child. Can I catch the virus from the kittens? No, this virus only infects cats. FELV is transmitted through close contact among cats, such as sharing food bowls, cat fights, or from a mother to her kittens. Since natural resistance to the virus can develop with age, kittens are at the highest risk for infection. Jinx may be at risk since he's a cat, but humans and other animals cannot be infected. First, let's find out if either Bucky or Felix have the infection. I recommend that we collect blood to screen them for the disease. Then we can discuss vaccinations against FELV and other feline viruses. Bucky, Felix, Dr. Garcia is going to perform some tests so we know what vaccines you may need. It's okay. Be brave. This will only take a few minutes, and it's faster if you don't squirm. Bucky tested positive for the FELV infection. I'm going to recommend we send out for a test to give us some more information about this preliminary result, also known as a PCR test. It's important to understand the stage of infection and what potential there is for signs of the disease to develop over time. If the PCR is positive, then we'll retest Bucky again in 30 days. I'm going to give them both the FVRCP vaccine today. It will protect them against 3 common and potentially fatal viruses. Felix tested negative for FELV and will receive his first FELV vaccine today. We'll retest him again in 30 days. We can discuss vaccinating Bucky against FELV when his PCR results are back. What about Jinx? Since it's time for his annual wellness exam, bring Jinx in next week and we'll make sure his vaccinations are up to date. Until we have Bucky's PCR results, let's keep him separated from Jinx. The key thing to remember is that even if Bucky has FELV, we can give him the best chance to stay healthy for a long time if we continue to monitor him regularly. Also, vaccinating Bucky and Felix against FELV is recommended to help protect them against possible infection. I'll see you again in a month's time to retest both kittens for FELV, and I'll call you with the PCR results for Bucky in a few days. I can't wait to see Jinx next week. HM5 is a fully automated 5-part differential hematology analyzer that delivers a comprehensive 22-parameter complete blood count. Running a sample on the HM5 is simple. Its small sample requirement makes it easy to analyze low-volume samples and conduct replicate runs when needed. Acquire EDTA anticoagulated whole blood before testing on the HM5. Tap Measure, then tap Run. Select Species, enter the patient ID, and any other patient information, then tap Run. The on-screen instructions remind the operator to invert the sample thoroughly, remove the cap from the sample, and place the sample tube into the sample adapter. Tap Run to begin analysis. Results will be available in just 3 to 4 minutes. Cellular
histograms complement the CBC results to graphically represent the blood cell populations. Histograms help practitioners verify the differential cell counts and can reveal uncommon disease processes or even serve as a quality control check indicating sample integrity. Five-part and three-part differential capability for a wide variety of species makes the HM5 the optimal hematology system in veterinary clinics, barnside, or in research laboratories. The HM5 is also validated for nucleated cell counts in alternative fluid samples such as pleural, pericardial, peritoneal, or synovial fluids. The VetScan HM5, veterinary innovation at the point of care. The VetScan VS2 is a state-of-the-art chemistry, electrolyte, immunoassay, and acid-base analyzer that delivers uncompromising accuracy from just 2 drops of whole blood, serum, or plasma. Its built-in intelligent quality control system means there is no need to run controls or calibrate. Sample integrity and system checks occur automatically every run to ensure accurate results. Running a sample on the VS2 is simple. Acquire serum, plasma, or anticoagulated whole blood before testing on the VS2. Remove the reagent rotor from the refrigerator. No extra warm-up time required. Gently invert anticoagulated whole blood sample prior to analysis. Do not shake the sample, as shaking may cause hemolysis. Insert the sample into the rotor using the provided pipette. Tap Analyze and place the rotor in the drawer and tap Close. Select the species, enter the patient ID, and tap Done. The VS2 will automatically detect the profile inserted, and results will be available in just 12 minutes. Sample integrity is checked every run, with the analyzer displaying physical interference indices for hemolysis, lipemia, and icterus on every result. Choose from an expansive test portfolio that fits any need, whether that is comprehensive, pre-anesthetic and critical care, organ-specific, or even specialty and species-specific testing. With 13 profiles to choose from, it has never been easier to practice comprehensive medicine at the point of care. The VetScan VS2, veterinary innovation at the point of care. Hi.